Mặc dù cái răng của mình ấy không phải là quá vàng, nhưng mà khi đánh cái cây son này lên, phải nói thật với mọi người là mình ngại cười luôn ấy, bởi vì nó làm cho cái răng của mình cảm giác như kiểu vàng như ngô ấy mọi người. Đây mọi người thấy này, cho nên mình không thích cái màu này lắm. Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của Hà Linh. Ngày hôm nay là một cái video mà thực sự phải nói thật với mọi người là mình đang cực kỳ hào hứng, bởi vì trong video ngày hôm nay mình sẽ review về son của một cái hãng mà mình đã thích rất là lâu rồi. Trong tất cả những cái video của mình ý, thì mọi người cứ hỏi mình là mình xài cái màu son gì, màu son đỏ gì mà đẹp đến như vậy. Thì ngay trong video này mình sẽ chia sẻ những cái màu son đỏ mà mình định từ nhà MAC nhé. Nay ở trên tay mình đang có 7 thỏi son bán chạy nhất của nhà MAC luôn nha. 7 thỏi son này mình có hai dòng khác nhau. Dòng đầu tiên đó chính là dòng Retro Matte. Mình có trên tay tất cả là 4 màu thuộc dòng Retro Matte, là dòng son siêu lì. Dòng Retro Matte này thì có một vài đặc điểm như sau. Thứ nhất là chất son cực kỳ lì, mọi người phải dưỡng môi thật là kỹ nhá. Nếu như mà trên môi còn có vẩy da chết thì chắc chắn khi mà đánh cái dòng Retro Matte này lên, nó sẽ bị đọng cái vẩy da chết, và bên cạnh đó nhìn rất rõ rãnh môi. Dòng son Retro Matte này là một trong những cái dòng son mà mình thấy bền màu nhất, kể cả khi mọi người uống nước thì nó cũng dây ra cực kỳ ít ở trên thanh cốc. Bên cạnh đó mình có ba cái son thuộc dòng Matte, là dòng son lì của nhà MAC, và cái dòng này thì nó đỡ khô hơn so với dòng Retro Matte. Cái kiểu rất là chơi, rất là sành điệu. Nói chung để nói về cái màu đỏ lạnh này thì không có cái ngôn từ nào để có thể miêu tả được cái độ đẹp của cái màu son này. Chỉ biết rằng khi mọi người mua về và đánh lên môi một cái, chắc chắn là mọi người sẽ cảm thấy nó quá đẹp đến cái mức nó làm cho cả khuôn mặt của mình nổi bật lên luôn. Chỉ có một cái điều, đó chính là vì cái cây son này thuộc dòng Retro Matte, là cái dòng mà mình nói nó siêu lì luôn, cho nên khi mà mình đánh những cái thao tác đầu tiên lên trên môi, chắc chắn là mọi người thấy rằng cái cây son này hơi khó đánh. Nhưng nếu như mọi người giữ môi đầy đủ, đánh cái cây son này lên, phải nói thật với mọi người đẹp một cách không thể nào tả xiết được luôn. Đây là một trong những màu son bán chạy nhất của nhà MAC, mà nếu như đi ra ngoài đường ấy, mọi người thấy một người nào đó đánh một cái màu son đỏ mà nó quá đẹp, nó quá thu hút, thì hầu hết mình nghĩ rằng đó chính là cái màu Ruby Woo của nhà MAC. Đây là một trong những cái màu son đỏ lạnh, khi mà đánh lên trên môi chắc chắn mọi người sẽ cảm thấy cái khuôn mặt của mọi người hoàn hảo hơn rất là nhiều. Cực kỳ thích hợp để đánh đi tiệc và đánh vào buổi tối nhá. Nếu như mọi người đánh cái cây son này vào buổi ngày, mọi người sẽ thấy nó rất là đẹp rồi. Nhưng nếu như đánh vào buổi tối, đánh đi tiệc ấy, thì mọi người còn thấy rằng á, nó làm cho cả khuôn mặt và cả cái cơ thể của mọi người toát lên một cái kiểu rất là quyền lực, rất là quý phái luôn. Nói chung,
retro matte này nha mọi người. Còn về cái màu son này, theo như quan điểm cá nhân mình thì nó hơi tươi quá. Khi mà đánh lên trên mặt thì mình cứ cảm giác như kiểu là cái mặt mình đi một đường mà cái môi mình đi một nẻo ấy, không liên quan gì đến nhau cả. Màu này là một màu đỏ hồng có sắc tím cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. Mình nghĩ rằng ấy, mua cái cây son này về mọi người sẽ cảm thấy đây là một cái màu son khá là lạ. Nó không quá đỏ, nó không quá hồng mà nó có sự trộn lẫn giữa đỏ hồng và thêm một chút sắc tím vào. Cho nên khi đánh cái màu này mình nghĩ rằng sẽ cực kỳ phù hợp với mùa đông. Nó làm cho răng của mọi người rất là trắng. Thật sự là mình rất ưng cái màu này luôn. Mặc dù là lần đầu tiên đánh nhưng mà chắc chắn là mình sẽ sử dụng lại cây son này rất là nhiều. Nếu như mọi người không thích chất son của dòng retro matte quá khô thì mọi người có thể lựa chọn sang cái dòng matte của nhà MAC nhé. Bởi vì cái dòng này trên môi mình đang là màu chili, một màu đỏ cam pha nâu gạch cực kỳ đẹp. Mình nghĩ rằng đây là một cái màu hợp rất nhiều loại da. Da nâu này cũng đẹp nhé, da ngăm này cũng đẹp, da thường cho đến da trắng đánh cái màu này cũng cực kỳ đẹp luôn. Nó không quá đỏ, nó cũng không quá nâu mà nó nằm ở giữa, là một cái màu đỏ cam pha với nâu gạch. Khi mà đánh lên trên môi ấy, thì mọi người sẽ thấy rằng cái cây son này nhá, trắng răng cực kỳ luôn, nó không hề làm răng của mình bị vàng. Và bên cạnh đó nó cũng cực kỳ tôn da cái màu chili này, thì mình phải nói thật cực kỳ phù hợp vào mùa thu luôn. Cái cây này đánh lòng môi cũng rất là đẹp luôn nha mọi người. Trước đây mình đã từng sử dụng một cái cây chili này rồi, và cũng như cây Ruby Woo mình đã đánh hết sạch luôn nha mọi người. Bởi vì thực tế cái màu son này nó quá là đẹp, quá là trendy luôn. Và cái chất son của dòng matte này thì phải nói thật mọi người không có gì để chê cả, không quá khô mà bên cạnh đó nhá, nó vẫn tạo ra một cảm giác lì hơi bóng một chút xíu xíu rồi. Và nó vẫn mang lại một cái diện mạo cực kỳ sang chảnh luôn. Màu này là màu đỏ tươi pha với cam san hô, mang sắc cam nhiều hơn. Và thực tế khi đánh lên trên mặt mọi người sẽ thấy rằng cái da mặt của mọi người nó sáng cực kỳ luôn. Cái cây son này nó không hề làm vàng răng nha mọi người, bởi vì nó có sắc đỏ. Khi đánh lên trên mặt mọi người sẽ thấy rằng cái da mặt của mọi người nó sáng lên cực kỳ luôn. Đây mọi người thấy nhá, khi đánh lên một cái là toàn bộ cái da mặt của mọi người trông nó trắng lên ấy mọi người. Những bạn nào các bạn muốn chọn một cây son matte khi mà đánh lên trong cái khuôn mặt của mọi người trẻ trung cực kỳ luôn, trắng da cực kỳ luôn, thì mình nghĩ rằng mọi người nên chọn cái cây Lady Danger này. Mình thấy đẹp nhất, đầu tiên đó chính là màu Ruby Hue này, thứ hai là màu Chili, và thứ ba đó chính là màu Russian Red mà mình đang có ở trên môi. Phải nói thật với mọi người, đây là một cái màu đỏ thuần mà nó cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. Nếu như mọi người đánh cái cây son này để đi tiệc ấy, thì mình phải nói thật là nổi bật cực kỳ luôn. Cây son này là một màu đỏ thuần, không có sắc cam, cũng không có ánh lạnh như là Ruby Hue, mà nó là một cái màu đỏ có sắc trầm. Khi đánh lên trên mặt mọi người sẽ thấy rằng nó cực kỳ sang. Và nếu như để đưa ra lời khuyên cho mọi người ấy, thì mình nghĩ rằng mình sẽ recommend mọi người mua ba cái màu son sau đây. Đầu tiên là màu Ruby Hue, thứ hai là màu Chili, và thứ ba đó chính là cái màu Russian Red này. Đây là một cái màu đỏ mà nếu như đánh lòng môi nhá, cực kỳ đẹp. Đánh phun môi thì sang vô cùng luôn. Đánh cái cây son Russian Red này vào, mình luôn luôn có một cảm giác là trông mình quyền lực hơn bao nhiêu. Và nhất là nếu như mình mặc đồ đen ấy mọi người, mà mình đánh cái màu này với cả cái màu Ruby Hue, thì nó toát ra một cái khí chất cực kỳ sang chảnh, lạnh lùng và rất là trưởng thành luôn. Cho nên mình cực kỳ recommend mọi người thử cái màu Russian Red này nhá. Ok, vậy là mình đã review xong cả 7 màu son best seller của nhà MAC. Và trong 7 màu son này như mình đã chia sẻ thì 3 màu mà mình thích nhất đó chính là màu Ruby Hue này, màu Chili
và màu Russian Red. Nên sau video ngày hôm nay mình hy vọng rằng mọi người sẽ cân nhắc và lựa chọn được cái màu son phù hợp đối với mọi người nha. Và mọi người đừng quên rằng nhá, ngày 11 tháng 11 này sẽ là chương trình sale to toàn sàn của nhà Lazada. Lý do vì sao ấy mà mình chọn son MAC để review trước ngày 11 tháng 1 bởi vì trong dịp này đối với son MAC, mọi người mua càng nhiều thì sẽ được giảm càng to. Chỉ từ 0 giờ cho đến 2 giờ sáng ngày 11 tháng 11 sau khi mình lên cái video này ấy, thì mọi người nhớ canh là từ 0 giờ đến 2 giờ sáng đêm ngày 11 tháng 11 này, mọi người mua 2 cây son MAC sẽ được giảm 50%. Mọi người thấy là cái chương trình sale cực kỳ lớn đúng không? Từ trước đến nay đối với những cái dòng son MAC chính hãng ấy mọi người thì cực kỳ là ít khi sale. Nói chung là mình chưa bao giờ thấy son MAC chính hãng tại Việt Nam sale luôn ấy mọi người. Nhưng mà từ 0 đến 2 giờ sáng nếu như mọi người mua 2 cây là được giảm lên đến 50%, tính ra cực kỳ rẻ. Là chỉ có khoảng tầm 200 mấy 300 một cây thôi nha mọi người. Cơ hội không đến lần thứ hai luôn. Còn từ 2 giờ sáng trở đi nhá, duy nhất ngày 11 tháng 11 mua 2 cây mọi người được giảm 40%. Vẫn rất là nhiều. Từ 2 giờ sáng trở đi nếu mua 3 cây thì mọi người sẽ được giảm 50% nha mọi người, không giới hạn giá trị đơn hàng. Và tất cả những cây son mà mình review trong video ngày hôm nay đều được áp dụng cái chương trình sale này luôn. Cực kỳ giá trị luôn. Cho nên đêm nay sau khi mình lên video này, mọi người nhớ đừng quên là chúng ta hãy săn sale, bởi vì cơ hội chỉ đến trong đêm nay và ngày 11 tháng 11 và nhất là từ khung giờ 0 giờ cho đến 2 giờ sáng. Hãy thức đêm nha mọi người. Và mình cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem video này. Nếu như mọi người thích video này và những chương trình sale như vậy thì hãy để lại cho mình một lượt like và subscribe để mình có thêm nhiều động lực làm ra nhiều video như thế này nhá. Và bên cạnh đó đừng quên là hãy like và subscribe fanpage Võ Hà Linh của mình để cập nhật những kết quả giveaway và những chương trình sale cực kỳ hấp dẫn để săn sale nha mọi người. Bên cạnh đó hãy tham gia vào group review chân thật ở BT Tip của mình để có thêm nhiều kinh nghiệm làm đẹp nha. Chắc chắn là mình sẽ trở lại trong rất nhiều những video tiếp theo. Hẹn gặp lại tất cả mọi người. Bye.